Xin chào các bạn trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay là ngày chủ nhật các bạn, vợ con mình ở nhà cho nên là mình quyết định là làm một cái ly đá bầu khổng lồ các bạn. Vì trời bây giờ cũng đã trưa rồi, bây giờ mình đang quay là trưa các bạn, rất là nắng. Tự nhiên cái ngồi thèm lại cái ly đá bầu hồi xưa, hồi còn nhỏ mình đi học á, mình hang đá bầu lắm mà giờ lớn rồi không có ăn nữa các bạn. Cho nên mình chợt nghĩ ra là giờ mình phải làm một ly đá bầu khổng lồ để mình quay lại cho các bạn xem, và vừa để ăn giải khát luôn. Bây giờ trưa quá này nắng rồi. Mà đầu tiên để làm thì mình phải đi siêu thị mình mua siro với sữa các bạn. Chứ ở đây thì gần mình thì bán loại nhỏ nhỏ không à, chứ lại siro không biết có không nữa. Bây giờ để mình đi siêu thị cái mình mua đồ cái rồi về mình sẽ làm nha các bạn. Ok, bây giờ mình lấy xe đi nha. Sữa Phương Nam đi, hộp này hộp giấy bự các bạn. Hộp này là nó 1,2 kg á, 1,2 kg nữa các bạn. Rồi thôi lấy cái hộp hay kêu ơi, cái hộp đủ rồi. Đi lấy đi rồi đi kiếm siro con. Ê, chỗ này là siro nha các bạn. Nó nhỏ hả? Kiếm dâu em ơi. Dâu. Dâu. Rồi. Ok, lấy chai dứa nha các bạn. Rồi, chai dâu. Rồi, dâu, dứa đi. Lấy thêm chai nhỏ đi kêu. Rồi. Rồi, lấy bịch vuông này đi. Rồi, bỏ lên đi. Rồi, đó qua lấy bịch này nha bạn. Nay dịch bệnh, hôm nay cũng đeo khẩu trang các bạn. Ở trong đây nó không có chai màu bạc hà, nó màu xanh á, chai đó nó đẹp mà ở đây không có. Có để mình sẽ ra ngoài mình mua nha các bạn, chứ trong này không có. Giờ mình lên lầu cho nhóc mà nó chơi xíu nha các bạn. Ồ, giữ ta ba thẻ. Rồi, để cho nó chơi, giờ mình ra ghế mình ngồi vậy. Mình chơi nha, cha mẹ ra ngoài ghế ngồi chút nha. Rồi, bây giờ mình đã về tới rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm nha. Cũng khó sai lắm á. Nhiều quá các bạn ơi, làm không có hết nước đá nha. Làm như đây là quá trời nhiều rồi. Nước đá cũng còn dư các bạn. Giờ mình sẽ bắt đầu mình chế siro vô nha. Đây là siro nho. Siro nho nha các bạn. Nguyên chai luôn. Rồi, cái này là dâu. Ồ. Ngọt quá chịu nổi hả? Rồi như đây được rồi ha. Rồi quá đây mình. Ở này khóm. Ở ngoài này nó không có nè. Đó đây sao nó ngọt quá. Ủa, cái bạc hà. Này bạc hà ít thôi, bạc hà nhiều đắng vậy đó. Rồi. Wow. Đó. Béo dữ rồi nha. Ừ.
Nghiện không kêu? Đã không? Rồi. Ừ, dừng á. Đó, đằng kia nó già, đằng kia nó bỏ thịt dừa vô nha. Ghiền ta. Đừng có múc ra ngoài là được rồi. Trời. Các bạn, nhìn hấp dẫn lắm các bạn. Đó. Quá trời ngon luôn. Này đang giữa trưa nắng nữa nha. Em múc cho kia nha. À, có thiếu ngọt thì bỏ xì gô thêm nha. Chứ thấy là sợ thiếu á. Ừ, tại vì chế nhiều quá không biết nó ngọt hay không ngọt á. Hết múc nữa. Mời các bạn dùng luôn nha. Ở cái này nó mới chảy xuống cái này nè. Béo. Béo là béo sữa hả? Béo đã lắm mọi người. Rất là ngon luôn bạn. Thịt dừa nữa. Coi có năm không? Có năm múc năm nữa. Giữa trưa nắng này nè, mình ăn một ly này do nó đã gì đâu. Hồi xưa á là giống như đá nhận nha bạn, đá bào đá nhận vậy, là mình cầm một cái cục này nè, hút hết cái siro luôn, nó còn lại cục đá trắng xác các bạn. Hồi nhỏ hay vậy, bây giờ lớn không cầm vậy, mình múc vô liền nè. Tám cái ôm nhà thấy đá bào cũng phái bạn. Rất ngon. Kiểu không có gì nhưng mà giữa trưa nắng đó, ăn này nó đã đó. Mát mà đã. Lẹ lẹ chứ không thôi nó tan hết á. Đúng rồi. Đây anh đem mà cho. Ủa anh đem hả? Anh đem mà cho. Rồi đi đi. Anh đem nha. Quá trời luôn. Này cũng thích đó bạn. Cãi hết rồi. Cái này là mình chế không hết hộp sữa luôn. Siro mình chế cũng không hết luôn á. Chứ nếu chế hết sợ nó ngọt. Vậy nó đã ngọt lắm rồi. Ngày nãy mình chế hết chắc nó ngọt lắm không ha. Ngọt lắm không nổi đâu. Vậy nó đã quá ngọt rồi. Rất là đã. Clip mình đến đây cũng xin kết thúc nha các bạn. Hẹn lại các bạn trong clip sau nha. Nếu mà bạn nào mà mới xem clip mình lần đầu mà chưa đăng ký kênh thì vào đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.